Thưa quý vị, ngay sau khi biết tin chợ trung tâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ hàng hóa của hơn 350 tiểu thương, các tiểu thương chợ Đông Ba, thành phố Huế đã tổ chức quyên góp và hỗ trợ. Hoạt động này lập tức được lan tỏa đến nhiều ngôi chợ khác trên địa bàn tỉnh. Từ sáng ngày 3 tháng 12, tiểu thương chợ Đông Ba đã thành lập bàn vận động, trực tiếp vận động, quyên góp tại từng lô hàng trong chợ. Hoạt động này được đông đảo tiểu thương kinh doanh trong chợ tích cực hưởng ứng. Một số tiểu thương dù đang đọng tiền hàng ở chợ Nam Đông, nhưng trước mất mát của đồng nghiệp đã sẵn sàng động viên và chia sẻ. Tất cả các tiểu thương chợ là quỹ lòng nhiều, là lăn đùm là rách, và cũng mong rằng là chị em tiểu thương của chợ Khe Tre sớm vượt qua được cái khó khăn này. Trong ngày 4 tháng 12, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tổ chức chính trị xã hội cũng đã đến thăm, chia sẻ, động viên trực tiếp các tiểu thương ở ngôi chợ vừa bị thiêu rụi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông cũng đã mở tài khoản bàn vận động huyện Nam Đông số 10416040857 để kêu gọi tiếp nhận các khoản hỗ trợ giúp tiểu thương sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại kinh doanh. Tiếp tục chương trình với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 25,83 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,83 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, các sản phẩm của ngành nông nghiệp tiếp tục có những đóng góp ấn tượng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu của cả nước. Riêng cà phê đã xuất khẩu xấp xỉ 1,38 triệu tấn, trị giá 3,54 tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tháng 11 giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm do sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục. Việt Nam tiếp tục tăng nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt trong bối cảnh giá lợn hơi trong nước vẫn giảm, sức mua chưa cải thiện. Riêng mặt hàng thịt lợn đông lạnh trong tháng 10, Việt Nam nhập 14,4 nghìn tấn. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp, lượng thịt lợn nhập khẩu tăng. Lũy kế 10 tháng năm 2023, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh đạt 95,4 nghìn tấn, trị giá 239,37 triệu đô la Mỹ, tăng 7% về lượng và tăng 26,1% về giá trị. Sáng nay ngày 4 tháng 12, Tổng lãnh sự Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Với nhận định chung, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Malaysia còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Hai bên nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác Đà Nẵng-Malaysia. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Tổng lãnh sự quan tâm xúc tiến, thúc đẩy trong một số lĩnh vực như hợp tác đầu tư, du lịch, thương mại, giáo dục, quảng bá, vận động các nhà đầu tư đến khảo sát môi trường đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng, hỗ trợ quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Malaysia, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có 18 dự án của các nhà đầu tư Malaysia với tổng vốn đầu tư là trên 222 triệu đô la Mỹ. Sáng nay, Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các tổ chức nghiên cứu, cục thống kê các địa phương và giới chuyên gia về phương pháp đo lường kinh tế số. Tại hội thảo, kết quả ước tính thử nghiệm đã được công bố. Dự kiến kết quả đo lường chính thức đóng góp của kinh tế số trong GDP sẽ được công bố trong tháng 12 này. Phương pháp đo lường kinh tế số tiếp cận từ cả phía cung và phía cầu, thực hiện ở các cấp quốc gia và cấp địa phương. Phạm vi bao gồm các ngành kinh tế theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018, giá trị số hóa và giá trị tăng thêm của các ngành khác được hỗ trợ bởi ngành kinh tế số. Kết quả tính toán thử nghiệm cho thấy tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP năm 2022 là 12,67%, bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt khoảng 12,75%, trong đó ngành kinh tế số lõi đóng góp 7,77%, chiếm 61,29%, số hóa các ngành khác đóng góp 4,91%, chiếm 38,71%. Theo khu vực kinh tế, đóng góp kinh tế số của khu vực dịch vụ trong GDP cao nhất, bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 6,59%, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 6,11%,
Số hóa trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản có tỷ trọng thấp nhất trong 3 khu vực, đóng góp khoảng 0,05% trong GDP. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động chương trình khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale 2023. Từ nay cho đến Tết Giáp Thìn, để duy trì mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ cũng như kích cầu tiêu dùng, Bộ Công Thương đã triển khai chương trình khuyến mại này với mức ưu đãi lên đến 100%. Những năm trước đây thì chương trình đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trên cả nước. Vì vậy, năm nay, khuyến mại tập trung quốc gia 2023 được kỳ vọng sẽ có hơn 100.000 chương trình khuyến mại, duy trì mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12 tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ phát động tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Tham dự chương trình có lãnh đạo các tỉnh, thành phố và hơn 100 đại sứ tuần lễ du lịch và các hoa hậu đại diện cho sắc đẹp của các quốc gia cùng chung tay với thành phố truyền cảm hứng về du lịch xanh. Tuần lễ du lịch năm nay với chủ đề Xanh trên mỗi hành trình diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 12, mở thêm nhiều không gian trải nghiệm sống động phục vụ người dân và du khách với chuỗi sự kiện du lịch, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc, mang tính trải nghiệm cao, cùng nhiều chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm được triển khai đồng bộ tại trung tâm thành phố và các quận huyện, thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch cũng công bố các chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch, quảng bá rộng rãi các sản phẩm du lịch trên các trang thông tin điện tử của đơn vị với mức ưu đãi giảm giá từ 10 đến 55% cho các dịch vụ và sản phẩm phục vụ du khách. Tuần lễ được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng, thu hút sự quan tâm, thúc đẩy người dân, du khách tiếp tục khám phá văn hóa, lịch sử, vùng đất, con người, góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác. Thưa quý vị, quần đảo Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long vừa được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, là niềm tự hào của huyện Cát Hải nói riêng và Hải Phòng nói chung. Đây là niềm vinh dự song cũng đặt ra trách nhiệm lớn của huyện Cát Hải trong phát huy tối đa giá trị danh hiệu để nâng tầm du lịch Cát Bà, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân huyện đảo cũng như là tăng cường quản lý, bảo tồn di sản. Mở rộng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm cả quần đảo Cát Bà đã tăng thêm giá trị vốn có của di sản, được minh chứng qua sự hài hòa về cảnh quan, địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng về các loài động thực vật. Các giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực được xác định gồm các kiến tạo vật lý và sinh học. Quần đảo Cát Bà có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để bảo tồn, phát triển bền vững cũng như giúp du lịch Hải Phòng đón bắt nhiều vận hội để phát triển trong thời gian tới. Du lịch của Cát Hải là du lịch sinh thái, rừng núi biển đảo. Đây là một cái cơ hội rất lớn và rất tốt cho du lịch Cát Bà trong công tác quảng bá điểm đến cho du lịch. Và qua đây thì du khách trong nước và quốc tế sẽ biết đến Cát Bà nhiều hơn, hiểu về những cái giá trị nổi bật toàn cầu của Cát Bà nhiều hơn, và đặc biệt là càng hiểu hơn về du lịch Cát Bà trên tinh thần là du lịch sinh thái, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc hữu. Thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải đã kiên trì và quyết liệt trong thực hiện sắp xếp, tiết giảm và chuẩn hóa các bè nuôi thủy sản, bè du lịch trên vịnh biển nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân, vừa giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo cảnh quan, môi trường tự nhiên, phát triển du lịch. Cùng với đó, các cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại, tạo cơ hội bứt phá cho du lịch cũng như kinh tế xã hội huyện đảo. Tính đến hết tháng 11, du lịch Cát Bà đã đón và phục vụ trên 2,9 triệu lượt du khách. Từ khi là Cát Bà được công nhận di sản thiên nhiên thế giới thì cái lượng khách du lịch thì qua số liệu thông tin của các công ty lữ hành cũng như các cái doanh nghiệp du lịch thì là lượng khách quốc tế đến với Cát Bà tăng cao. Đấy, tăng cao hơn so với thời điểm trước khi chưa được công nhận. Đấy, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với lại du lịch Cát Bà về cái việc thu hút là khách du lịch quốc tế. Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cũng như đầu tư nguồn lực về con người, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và bảo đảm tốt nhất về an ninh trật tự, môi trường, giao thông, y tế nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách trong nước và quốc tế.